Chào anh, em đang tìm hiểu về inox 304 và inox 316. Anh giúp em so sánh hai loại vật liệu này được không? Được chứ em, inox 304 và inox 316 đều là các loại thép không gỉ austenitic có chứa chrome và nickel. Tuy nhiên, inox 316 có chứa thêm molybden, giúp cho nó có khả năng chống ăn mòn tốt hơn inox 304 trong môi trường có chứa muối, axit, kiềm. Inox 316 có ưu điểm gì so với inox 304 vậy anh? Inox 316 được sử dụng để chế tạo các sản phẩm tiếp xúc với nước biển, axit, kiềm, chẳng hạn như tàu thuyền, giàn khoan dầu khí, thiết bị chế biến hóa chất, thực phẩm, dược phẩm. Thế, nếu em muốn mua chảo, son, nồi thì nên chọn inox 304 hay inox 316? Trong gia dụng, inox 316 được sử dụng để chế tạo các sản phẩm tiếp xúc với thực phẩm, chẳng hạn như nồi, chảo, son, bồn rửa chén. Inox 304 có giá thành thấp hơn inox 316. Ngoài ra, inox 304 cũng có khả năng chống ăn mòn tốt trong nhiều môi trường, chẳng hạn như nước ngọt, không khí, thực phẩm. Nếu em chỉ sử dụng các sản phẩm này trong gia đình, thì inox 304 là lựa chọn phù hợp. Inox 304 có giá thành thấp hơn, vẫn đáp ứng được nhu cầu sử dụng của gia đình. Còn nếu em muốn sử dụng các sản phẩm này trong môi trường có độ ăn mòn cao, chẳng hạn như ở biển, thì nên chọn inox 316. Cảm ơn anh đã tư vấn cho em. Em sẽ cân nhắc lựa chọn inox 304 hoặc inox 316 phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Chúc em sớm lựa chọn được loại vật liệu phù hợp.